Hai các bạn, nếu mà chiều nay chúng ta rảnh quá thì chúng ta tiếp tục đam mê của mình bằng cách là xem những cái video mài cắt đá thực tế của Quân và những cái chia sẻ tận tụy của Quân trên mỗi cái video. Thì ở Facebook á, tìm kiếm Quân rất là dễ dàng. Bạn chỉ cần đánh vào ô tìm kiếm, bạn đánh chữ Nguyễn Tấn Anh Quân. Đây, bạn click vào thì bạn sẽ thấy Quân ở đây và bạn bấm vào ha. Không có hối tiếc nào có thể dừng lại quá khứ mà cũng không có lo lắng nào có thể thay đổi tương lai. Đó, slogan của Quân thì số điện thoại của Quân và số điện thoại bên đá quý của Quân. Ở trên Facebook của Quân đó, bạn có thể tìm thấy được rất là nhiều cái status hay cũng như là các cái kiểu giá cắt đẹp mà Quân có thể chia sẻ được và Quân làm ha. Thì hôm nay Quân muốn giới thiệu với các bạn, đây là một cái kiểu cắt giác của bạn Wahid Motayen. Bạn này chơi với Quân rất là chân thành. Một cái kiểu giác này rất giống giác xoàn, chỉ khác một chút xíu là có mờ có bóng và có số lượng giác tăng lên. Ở giác giữa là giác 8 trở thành giác 16 ha. Quân sẽ hướng dẫn các bạn làm cái giác này bằng video này. Rồi các bạn đón xem nha. Đó, Quân lướt lại một lần nữa cho các bạn xem ha. Rồi nhớ cái tên này, có thể vào trong Facebook của Quân để mà kết bạn với lại cái người bạn Tây này. Bạn rất là giỏi. Quân rất là thích các cái giác kiểu giác á, của bạn Tây này. Thì bạn thường hay sử dụng cái vòng số 96 để thiết kế. Ở đây cái mẫu thiết kế này á, là một cái mẫu chưa có bản vẽ. Thì Quân làm một cái phân tích cho các bạn xem là mình thấy có 16 cái giác chân ha. Máy này là Quân tự biên tập lại hết để cho các bạn dễ hiểu. Đó, thì tiếp đến á, thì Quân phân tích tiếp cho các bạn thấy á, mình có tới 3 tầng ha. Thì có 8 giác viền, 16 giác giữa mài mờ và 16 giác chân. Trong đó có tam giác lớn, tam giác nhỏ. Nếu mà bạn hiểu sâu hơn thì thật ra nó tới 4 tầng. Đó, nó là như thế. Thì để mà mài được á, thì mình phải lập phương án để mà mình có kế hoạch mình mài. Thì phương án á, là mình làm 3 bước: cắt giác mờ trước, cắt giác viền 8 cái, rồi cắt giác chân và đánh bóng ha. Và làm 2 bước cắt cái 8 giác cùng góc giác mờ và 8 giác siêu. Hai các bạn, thôi chúng ta bắt đầu vào cái việc mà mài cái viên đá đi. Thì các phương án và hình ảnh thì Quân đã phân tích hết rồi. Đó, vấn đề còn lại là mình sẽ làm và Quân sẽ chọn cái phôi để mà làm cái viên đá này. Đó là những cái chất liệu đá nhân tạo và cắt ra những cái giác đẹp cho các bạn xem ha. Vì vì sao mà quyết định chọn nhân tạo để mà làm cái clip này? Thứ nhất là không có mất thời gian để mà đi tìm một cái phôi đẹp, độ trong này kia, cái đá nhân tạo nó giải quyết được vấn đề đó rồi. Và video này nó mang tính chất là chia sẻ và mang tính chất là ghi lại những cái thước phim tư liệu về cái quá trình mà một người đam mê theo đuổi và học tập làm giác kiểu trên máy công nghiệp ha. Thì Quân sẽ chọn ra phôi. Thì để mà có được những cái phôi như thế này á là mình phải sạc, đó mình sạc ra ha, mình sạc thì bằng cái máy sạc bình thường thôi, motor rồi gắn đá lên đó, mình sạc ra những cái gì. Rồi sở dĩ là Quân sạc ra cái hình dạng như thế này trước là vì sao ha, để Quân giải thích cho các bạn ha. Đây là cái gốc của nó đó. Tại sao mà Quân phải sạc như vậy? Thì đối với dòng máy công nghiệp á, thì người ta hay có xu hướng chọn làm các cái đũa là như thế này ha. Khi bạn mua máy công nghiệp, bạn sẽ dùng như thế này và như đó nó sẽ giúp cho cái người thợ thao tác rất là nhanh để mà gắn đá đó. Rồi cái này là để lấy cái mặt phẳng ở trên và cái đầu này là để dành cho những cái mặt phẳng. Khi mà mình đảo, mình mài mặt trăng xong rồi á, thì mình đảo mình cắm lên đây. Đối với lại cái hàng mà
dưới 7 ly, 6 ly nhỏ nhỏ vậy đó. Đó, rồi là tiết kiệm tối đa thì Quân lấy cái mặt này, lấy cái mặt phẳng dưới này đó, để làm cho những cái hàng lớn trên trên 7-8 ly, ví dụ như là cái phôi như thế này đó, nó là như thế. Rồi cái thao tác gắn đá thì đơn giản và nguyên liệu gắn đá cũng đơn giản, thì mình có thể dùng cái này là kẹo 502 và không thể thiếu là bột trét, bột trét tô. Nếu mà mình làm lâu rồi, mình có nghề rồi thì mình xin được thợ mài là bột bột đá ngon lắm. Còn cái thứ hai là mình không tin tưởng vào tay nghề gắn của mình bằng keo thì mình xài thêm cái này là keo AB, quậy lại rồi xong xuôi rồi trét lên, khi mà ảnh khô lên rồi thì ảnh rất là bền và chịu lực tốt. Cái này thì mình mất nửa tiếng để mình khô. Rồi cuối cùng hết đó là thiết bị này, thiết bị này quan trọng nhất ha. Đây thì tôn chỉ của Quân là Quân sẽ giúp cho các bạn dùng bộ số 32 để mà làm cái giác này, và sẽ có rất là nhiều video cho thấy được cái tính ứng dụng rất là rộng của cái cần số có 32 vạch này ha. Rồi chúng ta bắt đầu thì Quân sẽ lướt rất là nhiều các cái công đoạn, tại vì mỗi công đoạn gắn đá, mỗi công đoạn sạc như thế nào Quân sẽ làm riêng hết cho các bạn và chỉ dẫn tận tình từ cái gắn đá cho tới từ cái bo sạc trên cái máy như thế nào và chế tạo cái máy như thế nào để mà đáp ứng được yêu cầu của mình ha. Rồi các bạn hãy đón xem nha. Rồi cái quá trình sạc thì Quân đã sạc xong ha, thì Quân quay cho các bạn xem là cách mình sạc nè. Đó thì để mà sạc mà nó ra được cái phần mà nhìn thấy được bên trong một chút gì đó, nó khá đẹp á, thì mình qua một cái đĩa sạc sao ta, một cái đĩa sạc 100 trước đi, rồi sau đó mình đi cái dĩa 800 nữa là nó ra như thế này ha. Bây giờ tại sao mà Quân làm kỹ cái chỗ này, Quân muốn lấy cái mặt trụ này chuẩn nè. Các bạn phải biết cái điều đó, khi mà làm á, cắt một cái đáy hoặc là cắt một cái mặt trăng ở trên này đều phải làm cái mặt trụ này chuẩn đó, tại vì mình đang xài máy công nghiệp cho nên mình cần phải có một cái điểm chuẩn nào đó, một cái mặt cầu, mặt trụ hay mặt phẳng nào đó để mà mình tựa vào nó để mình tính cái giác cho nó bằng hay nó không bằng. Cái thứ hai mình kỹ nữa là mình làm thêm cái mặt trăng này thật là kỹ đó. Thành ra Quân chuẩn bị cái thiết bị rồi, đây là một cái thiết bị cần nèo là cần mặt trăng, mình bỏ vào đây rồi mình siết lại, rồi siết lại chắc rồi. Cái này Quân cũng đã chuẩn bị sẵn rồi ha. Đó, cái vụ mà chỉnh cái này thì Quân sẽ làm ở trong cái video về đáy, về mặt trăng ha. Còn ở đây là Quân gắn sẵn đó, Quân lười, Quân không có xài cái cần riêng của nó, khi mà mình mua bộ là có chứ không phải là không có, có đầy đủ hết đó. Thì mình sẽ đánh bên này và mình đánh bóng lại bên này. Sở dĩ mình đánh bóng cái mặt trăng này để làm gì, mình có thêm một điểm tựa thứ hai, có nghĩa là cái giác mình cắt xiên thì mình sẽ dựa trên cái độ to của nó, cái độ đều của nó là mình dựa trên hai cái điểm tựa mặt cầu và mặt trăng ở dưới này ha. Rồi Quân muốn bắt đầu Quân cắt giác, và trong quá trình cắt Quân sẽ xây, sẽ quay thường xuyên cho các bạn xem cái cách mà mình canh một cái giác. Bây giờ Quân sẽ mài cái giác giữa trước theo cái phương án của cái mình đã bàn với nhau ở trong cái phương án đầu video. Chúng ta bắt đầu cắt nha các bạn. Thì Quân đã lấy tâm này và cái mặt trăng này ra đánh bóng ha, để cho chúng ta có hai cái điểm tựa ha, mặt trụ và cái mặt phẳng này ha. Rồi thì đây là một cái bộ số 32 vạch. Quân sẽ gác lên trên đây và đo một cái độ ha, một cái độ cho cái giác xoàn để mà mài cái tầng giữa là cái tầng mờ đó. Với cái độ mài là 37 độ
thì ở cái bộ số trên cái cần số của máy công nghiệp á, nó sẽ không có chính xác 37 độ đâu, nó sẽ bị lệch tới 5 độ. Thì theo kinh nghiệm Quân, trên máy Quân sẽ để con số này ha. Và chúng ta đó, chúng ta sẽ biết cái cần số 32 này, và là mỗi cái vạch là một đơn vị. Chúng ta sẽ thống nhất với nhau mài cái kiểu này ở hai cái vạch nhỏ trước ha. Chúng ta cùng đếm nè, bây giờ cùng đếm này là một đúng không, hai nè đúng không, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, bảy đây nè, bảy nè, tám nè, chín chín nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16. Có phải là chúng ta có được cái tầng giữa là 16 giác mờ không? Đó, chúng ta nhớ cái đó ha. Rồi, rồi tới cái giác mà ở chân, Quân sẽ chọn cái giác này làm hai cái giác này là cái giác chân ha. Một cái làm chân sâu vô trong và một cái làm chân cạn ở ngoài là tam giác nhỏ. Cái này làm chân tam giác dài, cái này làm chân tam giác nhỏ. Các bạn nhớ ha, chúng ta quy định với nhau như thế để chúng ta làm ha. Rồi cuối cùng giác viền, chúng ta sẽ chọn cái vạch lớn này là chúng ta có 8 cái nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, không? Đó, rất đơn giản. Các bạn thấy cái bộ số 32 nó dễ dàng như vậy đó. Đó. Rồi khi Quân làm á, thì Quân sẽ so sánh tất cả các giác cho các bạn xem cái kỹ thuật so sánh nè. Đó, đó sở dĩ là mình phải làm bóng như vậy và mình phải làm một cái mặt trụ tròn như thế thì chúng ta có thể so sánh được đó là hai cái giác đối diện này nó như thế nào ha, và nó có bằng nhau hay là không nha. Các bạn nhìn nè, thấy không? Đó, các bạn để ý cái đó. Thì cái cách làm của Quân rất cơ bản, đó là Quân sẽ mài cái giác này xong rồi Quân làm một cái giác ngược lại ở hướng đối diện đó, rồi sau đó Quân mới làm cái giác bên này đó, rồi Quân làm tiếp cái giác sau này đó. Như vậy á, mình sẽ có bốn góc và mình sẽ thấy được cái hình vuông ở giữa, nó vuông hay nó không vuông là nó thể hiện ra được cái giác đó đều hay không đều ha. Đó, mình căn cứ được hai mặt trụ để mà mình xác định được cái bộ giác đầu tiên hết, lấy cái làm chuẩn cho cái phần mão của cái viên đá này ha. Các bạn nhớ chỗ này, cái chỗ này là cái chỗ tương đối là yếu lĩnh ở trong cái việc mà cắt một cái viên đá trên một cái máy công nghiệp, là nó là phải như vậy ha. Mình phải có một cái điểm tựa nào đó để mình dựa vào, nhớ nha các bạn. Cái quá trình cắt á, thì thao tác tay của chúng ta là để như thế này và tư thế ngồi làm sao thoải mái nhất ha. Đó, mà nhớ là các bạn dán keo dù cứng đến cỡ nào đi chăng nữa cũng đừng có tì mà quá đà với nó, và phải để cho đá nó ăn xuống. Còn nếu mà các bạn gấp á, thì các bạn phải để ngón tay vô ha, phải để ngón tay vô đây các bạn phụ nó nha, chứ còn không á, nó sẽ rớt đá ra đó, rớt ra rất là phiền phức và chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu nếu mà kinh nghiệm còn yếu. Còn cái vấn đề về nâng cao ở chỗ đó thì Quân sẽ hướng dẫn sau ở một cái video khác ha. Sẽ có nhiều video để mà xử lý mọi vấn đề này ha. Không, mình phải nhẫn nại mình cho nó ăn từ từ nè, các bạn thấy không, nó không dễ dàng gì đâu nha. Vậy đó, vậy mới gọi là nghề thợ cắt đá là tương đối đã đều rồi các bạn ha. Đó, các bạn cứ nhớ là mình làm như vậy thôi, mình chỉ làm như vậy trước đi ha, cho từ từ cho nó quen mình nhìn ha. Đó, mình qua đây mình nhìn nè, đó mình
nhìn nó cũng tương đối là nó đều đó. Tại vì nó có tới hai căn cứ rồi, ở trên này mình nhìn xuống là mình coi tiết diện của nó với lại cái hình vuông ở mặt trăng nó có vuông hay không, thấy không, như đó thôi là như đó là ăn tiền rồi đó. Vậy ha các bạn ha, đó, giờ Quân tiếp tục Quân cắt các cái giác còn lại ha, rồi Quân sẽ cho các bạn xem. Thì mình hoàn thành cái bước đó của nó rồi đó, cái bước mà trong phương án ha, bước 1, công đoạn 1, cắt cái giác giữa đó ha. Đó, Quân cũng sẽ để mờ như vậy và Quân lướt, tại vì Quân lướt rất là mềm giác đó, đẹp lắm các bạn nha. Rồi đó, bây giờ Quân chỉnh qua tới cái giác ở trên là Quân sẽ mài 8 cái giác viền ha, theo như cái mà mình đã bàn trước đó. Đó là mình sẽ lấy cái thông số ở đây, mình lấy cái thông số này ha, 8 cái gạch lớn này để làm cái giác viền ha, các bạn cùng xem nha. Thông thường á thì cái giác viền á nó sẽ rơi vào trong ở cái tầm độ là 16 độ, nhưng mà đối với cái sản phẩm này thì Quân nhắm chừng nó với cái bông nó lớn như vậy á, thì mình phải có một cái góc nghiêng nhất định, cho nên á là mình chọn cái giác này khoảng 21-22 độ ha. Rồi Quân sẽ bắt đầu Quân cắt. Thì làm sao để biết được á là cái này 21-22 độ, thì các bạn á đừng có lo lắng, các bạn thấy cái bề mặt này không đó. Rồi mình sẽ dùng cái điện thoại tải cái phần mềm ha, có tên, Quân sẽ nhắn ở trong cái phụ đề này, các bạn nhìn xuống dưới video các bạn sẽ thấy cái phụ đề, cái công cụ đó các bạn tải về, đối với Android và iOS ha, các bạn tải về các bạn áp cái điện thoại lên trên cái phần này ha, các bạn sẽ thấy được cái độ của nó, thì 21 độ, 19 đến 21 độ sẽ cho ra cái ánh sáng đi từ vị đáy lên. Nếu cái đáy đó mình cắt bằng theo cái góc độ của giác xoàn trong cái video Quân hướng dẫn, thì ở video này Quân cắt Quân cũng chỉ cho các bạn xem và Quân cũng nói cái độ cho các bạn xem ha. Ha, tất cả những cái căn bản đều có hết, chứ không phải là Quân không có để sót cái vấn đề nào hết ha, yên tâm. Rồi chúng ta bắt đầu cắt cái giác viền ha, rồi hoàn thành cái bước 3 của phương án nữa là xong. Thức canh như cũ nha các bạn ha, mình mài giác đối diện nha, mài giác đối diện để mà mình canh nha các bạn nha. Đó rồi, khi mà các bạn thấy ổn rồi đó thì các bạn mới làm giáp vòng nha. Đó, chân đó là chúng nó sẽ tự động, chúng nó tạo thành một cái hình vuông và chúng nó đụng chân nhau nha các bạn nha. Rồi bây giờ là Quân cắt tiếp giác 8 nè, giác tứ xong là đánh bóng nè. Khi mà chúng ta đưa qua chúng ta đánh bóng á, chúng ta nhớ xem kỹ lại cái giác nha. Ví dụ như là Quân có hai cái giác này bóng rồi nè ha, thì cái giác thứ ba này Quân đang đánh nè, nó có cái sọc nè, các bạn nhớ những cái kẻ đó nha. Tại vì nhìn á, nhìn bằng mắt thường mới qua thì không thấy đâu, mình kỹ thì mình sẽ lấy cái lúp ra mình coi ha. Đó, nó có một cái sọc nè, bạn nhìn thấy không, nó cái sọc đó, đó nghiêng góc là thấy rồi ha, nhớ nha. Dựng phương án thì á là bây giờ mình cắt giác chân, thì các giác chân á thì Quân sẽ cắt cái tam giác nhỏ trước, đó là chọn cái dấu chấm ha, lỡ vạch dấu chấm. Rồi mình sẽ cắt cái giác chân. Bây giờ Quân đã nhá vô thử thì thấy nó ăn như thế này đó, các bạn thấy không, cái mũi tên nó nhọn lên quá đó, có nghĩa là cái góc đó nó không có, nó sẽ không có song song với hai cái góc ở trên đó. Các bạn nhìn cái góc, cái hình thang ở trên chỗ hai cái giác bóng á, không, hai giác bóng á nó ăn, thì mình sẽ thấy hai cái đường chéo của cái hình thang đó. Bây giờ mình tìm cách nào mình thả một cái góc mài ở giác chân này ăn vừa đủ vô hai cái chân này, ăn vừa đủ vô hai cái chỗ này ha, ăn vô hai chỗ này mà cái cạnh này nó vẫn song song với cái cạnh trên này nè, cái cạnh ở trên này ha, cái cạnh dưới này vẫn phải song song.
Bây giờ theo như kinh nghiệm Quân á, thì Quân dự đoán Quân sẽ chọn cái góc là 41 độ, nó sẽ ra cái đó. Bây giờ Quân sẽ thử ha, gác lên đây và Quân canh. Quân thấy ở đây là nó đã hiện qua vạch 3 chấm, nó chuẩn bị lên 4 nè, nó qua 3.7, nên Quân sẽ thử một phát nữa để coi như nào, rồi Quân chỉnh chỉnh cái chiều cao này, chỉnh cái chiều cao này, càng lên cao thì độ sẽ càng giảm xuống, càng xuống thấp thì độ sẽ càng tăng lên đó. Các bạn nhớ cái nguyên lý của cái trục này nó là như thế. Bây giờ Quân sẽ thử. Dò ra được một cái góc, đó là nó trên 45 độ, nó ở tầm 47 độ ha, thì Quân đã tìm ra được nó ở cái góc đó, thì nó sẽ cho mình được cái chân mũi tên đó. Khá là đẹp ha, cái chân mũi tên này nó khá là đẹp và nó ra hình mũi tên đó các bạn, nó ra hình chân mũi tên đó đó. Thì các bạn sẽ có được cái mũi tên rất là đẹp, chắc chắn sẽ có được mũi tên rất là đẹp ha. Và tí nữa cái phần cuối đó, Quân sẽ chỉ cho các bạn cách kéo một cái đường mờ ở giữa để cho nó ra cái thân của cây tên chạy lên mặt trăng như thế nào ha. Rồi bây giờ Quân sẽ cắt giáp vòng 8 giác, 8 cái giác chân này nó sẽ ăn vô hai cái chân bên này, ăn đều hết hai chân bên này, mặc dù hai chân bên này nè tí nữa sẽ bị một cái giác, cái giác này nè, bị cái giác này nó phá đi một nửa ha. Mặc dù là bây giờ mình phải mài cho nó ăn vô, mình phải mài cho nó ăn vô để chi, để xác định điểm, mà thứ nhất điểm thượng nè của giác, thứ hai đó cái điểm gốc của giác, nó phải đều rang nhau đó. Cái đó là cái mẹo khi mà mình xài máy công nghiệp để mình làm việc, thì các bạn phải tư duy vô, các bạn phải suy nghĩ trước khi các bạn làm. Còn trên cái máy chính xác thì mình chỉ cần có cái bảng công thức là mình làm thôi, nó đơn giản lắm ha. Đi chơi máy công nghiệp nó có nhiều cái thú vị lắm các bạn, nâng cao tay nghề, nâng cao trí tưởng tượng. Vậy đó, Quân mới đi 8 cái giác chân thôi đó, nó ra cái hình như thế ha. Đó, các bạn thấy không? Đẹp ghê không? Đó, vậy thôi đó. Thấy chưa? Bây giờ cái khúc này mới quan trọng nè, có thể mà làm cho mình bị sai trái luôn á. Đó là mình kéo cái mũi tên về trên mặt trăng nè ha, cái thân mũi tên, mình kéo cái thân mũi tên về trên mặt trăng mới là khó ha. Để Quân kiểm tra lại hình ảnh của cái kiểu giác này cái đã ha. Tất cả mọi thứ Quân làm việc bằng điện thoại hết đó. Từ biên tập cho tới dựng phim rồi quay phim rồi toàn bộ bằng điện thoại hết, cho nên là để Quân vô coi lại coi làm cho nó chuẩn. Đẹp ghê không? Đó, xong rồi cái Quân cắt tiếp cái giác lớn lớn, giác chân thứ 8 giác chân kia cho các bạn xem ha. Bây giờ Quân làm cái thân của cái mũi tên cái đang nói ấy. Thì cái mà để mà lấy được cái vạch đó cho cái mũi thân mũi tên á, thì các bạn còn nhớ cái mặt cái giác ở trên mặt trên không? Các bạn còn nhớ cái giác đó không? Đó là cái giác ở tầng viền đó, giác rìa á. Hoặc cái giác viền đó nó sẽ có cái độ là hai mươi mấy độ nãy á. Các bạn chỉnh về đúng cái độ đó và các bạn đưa cái cần nó cao hơn một tí, nó khoảng lệch hơn 1 độ 2 độ nữa thì các bạn sẽ kéo được cái thanh đó. Đó là cái thân của mũi tên ha. Đó, cách làm thì như vậy thôi. Đó, thì cái độ bóng của chúng ta đó, chúng ta không thể có được cái độ bóng tuyệt hảo vì rằng là đây là một cái bài test và
buôn chỉnh máy ở tốc độ rất là cao để mà buôn hoàn thành nó nhanh, để mà cho các bạn thấy được hiệu năng của một cái vòng số 32 như thế nào. Nên là quân công tập trung vào trong cái nước bóng hả, thì hứa hẹn là hướng dẫn các bạn một cái mặt trên của giác kiểu, coi như là mình đã hoàn thành được cái viên đá này là 75% rồi đó. Còn 25% đó là mình gắn đảo đầu và mình mài cái đáy. Một cái đáy cực kỳ đơn giản, chỉ là cắt hai tầng giác xoàng là xong ha. Rồi làm sao để có cái độ này thì Quân quay xong rồi, bây giờ Quân gác lên đây cho các bạn xem thực tế cái này ha. Như mình cũng quy ước cái giác lẻ đó này nè, là dành cho cái tam giác nhỏ. Thì cái tam giác nhỏ nó ăn với lại cái giác ở trên này đó, nó là cái phần chia của cái giác này, nên Quân chọn cái này là chính xác để cho các bạn kéo ra được cái đường đó ha. Và khi mà cái máy nó chạy, các bạn chỉ đưa xuống nghe cái tách cái dở lên, nghe cái tách cái dở lên là các bạn có được cái đường xẻ đó, rất đẹp ha. Rồi Quân sẽ quay hoàn tất cho các bạn xem cái mặt ha. Nhớ đừng quên công đoạn này nha các bạn, khi mà mình xuống cái mặt trăng như thế này á, mình phải cẩn thận nha các bạn nha, phải nhẹ nhàng nha, phải thật nhẹ nhàng và rà nó nha. Các bạn nghe không? Nghe tiếng nè. Đó, rồi mình kiểm tra, phải kiểm tra có đang ăn bao nhiêu. Kiểm tra thường xuyên nha, chứ không có nó ăn ghê lắm, tại vì cái lực tay của mình đó khi đưa xuống nó lớn lắm các bạn. Đã chiếm được 1/3 rồi đó các bạn. Còn đánh bóng nữa đó. Rồi thôi bây giờ Quân sẽ làm xong rồi Quân quay thành Quân quay quay lại một lần nữa cho các bạn coi ha, lau sạch tại vì có móng tay. Bây giờ Quân quay thành phẩm cho các bạn nè, thì vừa rồi đó là coi như là Quân đã hoàn thành việc hướng dẫn các bạn cắt cái mặt trên của viên đá giác kiểu này trên máy mài công nghiệp Việt Nam ha. Thì để mà cắt á, thì chỉ cần kỹ càng thôi đúng không các bạn ha, chúng ta càng kỹ càng tốt đó. Quay hình ở trong ban đêm với cái ánh sáng đèn á, thì nó lẫn lộn giữa giác mờ và giác bóng. Vì thứ nhất á, là cái giác bóng của chúng ta đó là giác bóng trong học tập thôi, không phải là một cái giác bóng tiêu chuẩn tối đa để mà đem ra bán hàng hay là cắt trên trở thành đá quý ha, mà là đây là một cái bài test, một cái bài hướng dẫn để cho chúng ta hình dung được tất cả các công việc của một người thợ cắt khi mà phát minh ra một cái bản vẽ, và họ sẽ thực hiện cái việc đó nó khó khăn và nó mất nhiều thời gian như thế nào ha. Đó chính là cái đam mê mà chính chúng ta cũng là người đang theo đuổi ha. Thì mình cũng muốn nói luôn là nếu các bạn thấy cái video nó hữu ích thì hãy nhấn đăng ký kênh để mà theo dõi nhiều cái video hữu ích hơn ha. Rồi Quân xin chào, và Quân đã bắt đầu tiến hành cái bước đảo đầu cho cái mặt này vào trong đũa, rồi đưa cái mặt đáy lên và cắt, rồi quay phim cho các bạn xem ha.
thì Quân sẽ cắt cái giác 8 trước. Đó là Quân sẽ chọn cái vạch này ha, là 8 cái vạch lớn này ha. Đây, mở cho các bạn xem ha, cái vạch lớn nè. Rồi, để vào đây. Đó, 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 ha. Thì đó, Quân sẽ cắt như thế, cắt trước nó để lấy cho nó đều ha. Rồi, rồi bây giờ cái độ nè, cái độ để mà chúng ta lấy được nè. Thì ở trên cái bộ số này á, là nó sai, nó không có chính xác lắm. Đó là theo cái cảm nhận của mình. Thì là mình Quân để ở đây Quân vẽ cái vạch, mặc dù nói là 35 nhưng thực sự nó là 40 đó, 39 40 á ha. Thì ở cái giác này, ở cái giác này là cái độ đó. Và khi mà ở cái giác chân nè, cái giác chân nè, cái cần 32, cái cần cái càng của máy tự động, máy công nghiệp đó, nó hay vậy nè, là nó chia sẵn hết, là tự mình set up trên mỗi cái càng này để có cái độ mà mình cần thiết, để lúc làm cái người thợ làm rất là nhanh. Đó, thì qua đây các bạn sẽ thấy nè, cái độ nó tăng lên nè, thấy không? Đó. 30 đó, nè, 3 nè, vạch 3 nè, 35 nè, thấy không? Hạ xuống thì độ sẽ tăng lên. Thì cái giác chân này nó sẽ nghiêng hơn so với cái đó. Cái giác chân này là ở tầng này ha, nó kêu là tầng 1, tầng 2 đó. Thì thợ là họ kêu như thế. Còn mình hiểu cái yếu lĩnh cơ bản mình làm. Rồi, ông muốn cắt xong muốn cho các bạn xem ha. Trình bo đó của chúng ta có thể không đều, cho nên chúng ta vẫn thực hiện kỹ từng bước ha, từng bước trong cái công đoạn mà cắt cái đáy ha. Đó là mài đối đỉnh xong rồi là mài lên thành bốn giác, để chúng ta nhìn ở cái góc này nè, nhìn thẳng xuống thì chúng ta thấy nó có đều không, và đỉnh nó có nằm đúng một chỗ hay không ha. Nó đúng ngay một cái điểm duy nhất ở tâm là chúng ta mài đúng ha. Tại vì là Quân cho coi nguyên nhân nè, khi mà mình mài xung quanh nè, các bạn thấy không, đâu có đều đâu, thấy không? Tại vì mắt thường mà đã vậy, cái máy sạc á nó rung lắm, cho nên đó là các bạn không thể nào mà bo chính xác được đó. Đừng dựa vào trong cái cảm nhận nhiều quá là nó sẽ sai, phải có một cái căn cứ nào đó. Cái đáy thì nó dễ nhưng mà nó lại khó đó. Nếu mà méo méo đáy thì cái viên đá nó vô viên lắm. Bây giờ Quân cắt cái giác 8 rồi xong Quân chạy giác chân cho các bạn xem ha, là nó đẹp lắm, cho các bạn coi nha. Mà so sánh đó là mình cắt chia hai cái giác bên hông này nè, đó ở trên nè, đó trên dưới nè, đó thì mình chia là cũng như là lúc mà mình cắt cái mặt trên như nhau ha. Thì cái phương pháp vẫn là cắt tứ xong rồi cắt 8, rồi cắt hai cái 8 liền kề để mà mình đo coi cái độ đều của nó nè. Như vậy nè, bạn nhìn nè ha, là đối đỉnh chưa có nè, đó, có một cái 8 giác 8 nhỏ ở trên, nó chưa có đều ha, nó bự hơn hai cái giác kia, cho nên là mình sẽ đẩy cái giác giữa lên một chút xíu và mình đẩy cái giác ở trên lên thêm chút xíu nữa cho nó vô đỉnh, thấy không? Chúng ta nhìn nè, ở càng về cuối như vậy nè, chúng ta càng vội vã, chúng ta càng dễ thất bại và sẽ mất luôn cả cái viên đá mà đã dày công mài ha. Phải chậm lại và từ từ ngắm nhìn cho đã rồi làm nha các bạn đó. Thì ở góc độ này là mình nhìn thấy rõ đó, các bạn thấy không, nó ánh sáng nó đưa lên kìa, ánh sáng nó đưa lên kìa, đó là chúng ta đang mài đúng độ và đúng cái góc phản xạ của ánh sáng á, góc khúc xạ của nó có, thì nó mới có cái màu như vậy. Ý là chưa đánh bóng á mà nó đã có màu rồi, các bạn thấy không, đẹp lắm, ta xem nè, nó đánh bóng rồi đó nha. Chủ yếu là cái độ đều của cái giác thôi, còn cái chân á thì nó chưa có đều đâu, tại vì do mình bo nữa đó, chủ yếu mình lấy được cái tâm ở giữa trước cái đã ha. Đó, bây giờ Quân đánh cái chân đó, như hồi nãy mình nói rồi á, là cái máy công nghiệp nó có cái hay vậy đó, là ở cái càng
cái càng dưới, càng dưới nó sẽ giải quyết vấn đề đó cho mình ha. Rồi buông gác lên, buông mài cái gì càng dưới cho các bạn xem ha. Rồi xong rồi đó, tôi sẽ quay cái đoạn mà chúng ta xử lý những cái đường mờ ha. Còn các chất chân tôi sẽ không quay đâu, làm luôn cho nó xong. Tại vì cái clip mà chỉ mài đáy á, là sẽ có clip riêng và chuyên cho nó ha, các cái kiểu đáy cho các bạn ha. Giúp các bạn xử lý cái đường mờ ha, giải quyết cái đường mờ là như thế nào ha. Thì mình cắt á, là những cái trục dài của giác hồi nãy là mình cắt rồi. Bây giờ á, để mà mình xác định được cái đường mờ nó nằm ở cái ký hiệu nào ở trên cái trục này, thì đó thì Quân cũng cho các bạn biết á, ở cái dấu chấm này nó sẽ nằm ở đó đó. Thì gì biết sao, giữa hai cái giác lớn này, giữa hai cái vạch lớn này, thì cái vạch này nó nằm ở giữa, và giữa hai cái vạch nhỏ này, cái vạch này nó cũng nằm ở giữa. Cho nên Quân nói là kết quả thế nào chúng ta lấy cái đường mờ cũng sẽ lấy ở ngay cái dấu chấm này ha, cái vạch dấu chấm này. Rồi để mà chắc ăn 100% chúng ta xem ở ngay cái giác chữ X này, thì ngay cái vạch chữ X này chúng ta lật cái trục lại ha, chúng ta lật ngược lại này, chúng ta nhìn nè đó, chúng ta đưa lên đây chúng ta nhìn ha, chúng ta sẽ thấy à, thì ra đó là một cái giác tam giác, nó đang sáng lấp lánh nè. Rồi bây giờ cái tam giác nó lấp lánh đó, nó qua cái tam giác kế tiếp, qua cái giác kế tiếp cũng lấp lánh. Như vậy thì giao tuyến giữa hai cái giác này là cái đường mờ đó các bạn. Rồi Quân chắc chắn với các bạn cái đường mờ này nó sẽ là một cái dấu chấm ở trên này. Đây, đây nó sẽ là cái dấu chấm này. Chúng ta di chuyển qua đây. Rồi các bạn cũng nhìn kỹ nha. Quân cũng lật lên từ từ ha. Đó, và đây, ngay chỗ đây ha. Đó, chúng ta cùng xem lại có phải là chúng ta thấy cái đường mờ giữa hai cái tam giác không, có cái đường ở ngay giữa hai tam giác không. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái đường mờ này bằng cách nào? Bằng cách đó, chúng ta chỉnh cái góc này. Thì khi hồi nãy chúng ta cắt á, thì cái cần này nó chỉ vào trong cái chỉ số này để mà mài các giác đá, cái giác tám giác đó. Bây giờ cái đường mờ đó nó cũng ăn ở chỗ tám cái giác đó, nhưng mà do lúc chúng ta cắt á, thì tám cái giác đó nó sẽ ăn từ dưới lên ha, cho nên chúng ta cần phải chỉnh cái độ cao này lại để chi, để cho nó không ăn từ dưới lên nữa mà nó ăn vào ngay giữa cái giác ha. Thì khoảng hở này thông thường là 2.5 ly, các bạn nhớ vô đó, thì các bạn chắc chắn sẽ lấy được cái giác ở cái góc 40 độ này ha. Rồi Quân đã có thử nghiệm và Quân cho các bạn xem, đây là cái giác đó nằm đây, các bạn thấy cái giác mờ rõ ràng chưa? Đó, chúng ta nhìn thấy liền ha. Rồi nhớ khi mở máy chỉ có chấm xuống ngay cái tắt kéo lên ha. Và cái động tác này sẽ tương tự cho tất cả các giác còn lại ha các bạn ha. Bây giờ chúng ta đón chờ cái thành quả mà chúng ta mong đợi hồi nãy giờ mấy chục phút ha. Vừa rồi vừa lăn cạnh xong, có nghĩa là mình trên máy công nghiệp á, nếu mà mình làm theo không thường á, thì mình sẽ không có cắt cái giác cạnh đó, cho nên mình sẽ dùng cái cách bo tròn ha, để mà làm bóng cái cạnh đó. Bây giờ Quân đang dùng đèn cồn để Quân đốt lấy cái viên đá ra. Rồi cẩn thận giai đoạn này, đừng để giòn đá quá, đá nó bể đó. Rồi chờ chút xíu lấy thành phẩm quay cho các bạn xem nha. Nào chúng ta cùng ngắm cái thành quả của chúng ta chờ đợi hồi nãy giờ 20 mấy phút ha. Thì dưới cái ánh sáng của đèn nhà và cái đèn của máy mài á, thì chúng ta thấy nó như thế này.
cái những cái giác cắt mờ nó có tác dụng á, nó đẩy cái ánh sáng đi ngược xuống dưới lại. Mình đổi góc quay coi nó có những cái tác dụng gì khác không. Đó, thì tổng quan chúng ta nhìn thấy như thế. Như vậy là coi như là chúng ta đã hoàn thành ha, các cái bước để mà mài copy một viên đá không bản vẽ. Ở bên trong cái video này á, là hầu hết các cái kinh nghiệm mà anh em chia sẻ với nhau. Thì trong cái kinh nghiệm của Quân, Quân có bao nhiêu, Quân sẽ giúp các bạn bấy nhiêu để chúng ta cùng đam mê mà tiến lên, hoàn thành một cái tác phẩm nào đó và tặng cho người thân, tặng cho chính chúng ta, tặng cho cái sự đam mê của mình ha, trong cái nghề cắt đá quý. Rồi, tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn và chúc các bạn luôn được nhiều sức khỏe và sẽ thành công trong việc học tập và rèn luyện cắt đá quý tại nhà. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tư liệu sau nha.